Xin kính chào quý thầy cô. Sau đây em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách chúng ta tạo ra nền background viết bản cho slide PowerPoint. Đầu tiên thầy cô vào icon mẫu slide. Chúng ta chọn vào đây. Ở phần nền viết bản sẽ có các cái mẫu thông dụng mà thầy cô thường viết. Chúng ta chọn vào mẫu mà chúng ta cần áp dụng. Ví dụ mẫu đường kẻ ngang như thế này. Chúng ta có thể chiếu lên xem thử. Đây là mẫu đường kẻ ngang cho cái slide số 1. Thầy cô có thể đổi mẫu khác. Chúng ta không thích mẫu đó, chúng ta bấm nút reset. Chúng ta chọn mẫu khác, chúng ta chọn mẫu bảng xanh này đi. Đây, bảng xanh ô. Không thích, thầy cô lại reset. Chúng ta chọn khác. Cứ reset. Chúng ta chọn cho khi nào thầy cô ưng ý thì thôi. Vừa rồi em đã giới thiệu cho quý thầy cô cách chúng ta chèn cái background viết bảng vào slide PowerPoint. Xin chào quý thầy cô.